Rồi bữa nay cái đài Quảng Trị nha anh chị, Quảng Trị 22 nè, 17 nè, 81 nè, 08 nè, 90 nè, 04 nè, 35 nè, 41 nè, 40 nè, 31 nè, 13 nè, 78 nè, 96 nè, 97 nè, 87 nè, 26 nè, 56 nè, 63 nè, 59 nè, 44 nè, 14 nè, 72 nè, 23 nè, 69 nè, 79 nè, 05 nè. Đó, cái đài Quang Bình thì có 54 nè, 96, 95 nè và 77 nè, ngày 21 tháng 9 năm 2023. Rồi ngày 21 tháng 9 năm 2023 nha anh chạy thứ năm nha. Rồi bữa nay em quay nhanh nha anh chạy, do pin nó gần hết thì em quay nhanh. Rồi. Thì cũng như thường lệ nha anh chị, cũng như thường lệ thì ở đây số tài khoản ngân hàng nha anh chị. Cảm ơn quý vị anh chạy rất nhiều nha. Đã xem video của em nha.